Xin chào bạn đến với kênh vlog Hai Giấy Xe Đét. Hôm nay mình lại tiếp tục lên Lokifoil Hai Giấy Mỹ đó anh em. Phía sau clip mình có một số cây giá rẻ vài chục ngàn cây luôn nha anh em. Cái đầu tiên chúng ta đến cây số 1 anh em ơi. Cây số 1 của clip mình ngày hôm nay thì nó có thông số hoành 39 anh em. Mình 39 cao 50. Cây lưng gù dáng thú rất là đẹp nha anh em, hoành 39 cao 50. Con rất là lực luôn. Con này em giao luôn anh em 380k anh em ơi, con rất là to và khổng lồ nha anh em, 380 bao sóng bao xếp toàn quốc cho anh em luôn nha anh em. Em xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục thì mình đến con phôi số 2. Con phôi số 2 có cái dáng tương tự với con số 1 anh em. Gần giống với con số 1 nha anh em. Có thể cắp cặp được nha anh em. Con này hoành 36 cao 55. 36 cao 55 cái nào đế cũng to. Con này em giao luôn em 360k thôi em, bao sóng bao xếp toàn quốc nha anh em. 360 anh em ơi, con này cũng to lắm anh em nha, cái lưng đó nè. Bãi đế rất là to luôn. Rất gần giống với con số 1. Em xuống cây luôn anh em ơi. Tiếp theo mình lấy con phôi số 3. Con số 3 dáng cao nha anh em. Con này có cọng gậy lắc lượng khá đẹp anh em. Hoành 31 cao 85. 31 em đo cái vị trí cổ eo nha anh em. Cổ eo con này rất là nhỏ anh em ơi. Cổ eo nó nhỏ nhưng mà cái rế nó rất là đẹp nha anh em. Cổ eo 31. 31 là em đo cái vị trí trên đây. À, cổ eo nó đó. Nhưng mà xuống đây thì to lắm. Cọng rễ nó lắc lượng. Cây này anh em có thể về mình cắt cọng rễ này mình bỏ anh em. Cắt bỏ cọng rễ này đi, mình làm con kia làm một thân lắc lượng nha. Dân long nha, còn con cái cọng rễ đó mình làm một con bonsai riêng cũng được anh em. Rồi con này 350 bao ship, bao sóng bao ship toàn quốc anh em ơi. Con số 3 nha anh em. Xuống cây luôn anh em ơi. Tiếp tục thì mình con phôi số 4, con này cũng dáng cao luôn. Con này anh em có thể chơi dáng cao, anh em có thể cắt lùng xuống cũng được. Con này thì có thể chơi đổ nha anh em. Nếu mình chơi đổ thì mình thôi cốt ngắn xuống anh em. Đây chơi đổ sau thôi cốt ngắn ở đây thôi. Anh em thấy cổ nó rất là đẹp luôn. Con này anh em trồng đổ trồng thế này. Dáng rất là đẹp nha anh em. Con có thông số hoành 28, hoành cổ 28 và chiều cao 85 nha anh em. Hoành cổ 28 cổ, cái cổ eo nó nhỏ anh em nhưng mà cái đế nó rất là to và đẹp nha anh em. 380k bao sóng bao xếp toàn quốc nha anh em. 380 con phôi này luôn, con nhìn rất là đẹp luôn. Đem xuống cây anh em ơi, con số 4 nha anh em. Tiếp tục cùng đến con phôi số 5. Con rất là to và khổng lồ anh em ơi. Con này dáng thú nè. Con này thông số hoành 35 và cao 55. Hoành 35 cao 55 nha anh em. Con này cái cọng rễ này nè anh em, nó bị thẹo như này nè anh em. Đó, nhỏ nó bị thắt ngang cái đít thùng anh em. Đó, nhỏ nó bị thắt ngang đít thùng á. Cái nó bị gãy á và cái dấu này nó cũng khá là lâu rồi anh em. Khá là lâu rồi. Vết thì nó bên đây nó muốn liền luôn rồi nè. Đó, bên đây thì nó còn khít nha, còn bên đây thì nó hở. Đó, cái vết của nó tém mép lại luôn anh em. Hồi nhỏ lúc cái ruộng nó bị thắt cái đất chậu anh em, đất chậu quên cắt lỗ á. Rồi em báo lại thông số nha anh em, con này thông số hoành 35 và 35 hoành cổ nha anh em, còn cái đế nó to lắm. Chiều cao 55. Con này do nó có cái lỗ cầm rễ thì em giao luôn anh em, cái con này 360k thôi. Em bao sóng bao xếp toàn quốc nha anh em. Con rất là to luôn, con này không bị lỗ em giao luôn hơn 400k lần anh em ơi. Con này nặng khoảng 15 đến 16 kg. To và khổng lồ luôn. Rồi anh em quan sát tổng thể em xuống cây luôn anh em ơi. Xuống cây luôn bạn. Tiếp theo đến con phôi số 6. Con này dáng đổ. Con này hoành 25 cao 55. Cái con này anh em cái bờ đế nó rất là to luôn, cái bờ đế nó khủng lắm anh em. Nè, bờ đế nó đừng cái gang tay em á mà nhìn lên cái cổ nó nhỏ lại anh em. Có ở đâu còn có 25 nha. Chiều cao 55, con này anh em có thể trồng đổ được nè anh em. Trời, con này quá đẹp trai. Này giao luôn anh em 300k thôi anh em ơi. 300k thôi em bao sóc bao ship toàn quốc nha. Đó, anh em có thể trồng đổ cái dáng rất là đẹp luôn nè. 300k em bao sóc bao ship luôn. Rồi em xuống cây luôn anh em ơi. Và tiếp tục thì mình đến con phôi số 7. Con này cũng rất là to luôn anh em ơi. Con số 7 con này hoành 33 cao 60. Hoành 33 cao 60 nha anh em. Con này to. Sổ đế cũng khá dài nè, dáng cũng đẹp. Giao luôn anh em 380k con này nha anh em. 380 em bao sóng bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi anh em quan sát tổng thể em xuống cây luôn nha anh em. Đây em đưa máy lên cho anh em xem cái lưng của nó nè. Đó, cái lưng của nó nè. Lưng nó đặt kẹo luôn nha anh em. Rồi em xuống cây luôn anh em ơi. Tiếp tục mình con phôi số 8, con rất là to và khổng lồ. Con này thì thông số của nó là 36 hoành cao 80 nha anh em. Con rất là to luôn. 350 bao sóng bao xếp toàn quốc con này nha anh em.
350 nha. Cái con này cái dáng nó như thế này nè nè, 350 bao sóng bao xếp luôn, rất là to luôn. Rẹp xuống cây luôn anh em ơi. Tiếp tục nữa con phân số 9. Con này hoành 30, con số 9 hoành 30 cao 55 anh em ơi, hoành 30 cao 55. Con này dáng cũng lực nha anh em. Con này giao lưu anh em 230k, em bao sóng bao xếp nha anh em. Con này ra mầm cái rễ rất là khỏe nha anh em, rất là nhiều cành luôn. Anh em mới tập ghép chọn những cây này rất là dễ ghép nha anh em. Rậm xuống cây luôn anh em ơi. Tiếp tục mình đến con hoa số 10. Con này thông số hoành 27 cao 68. Con này cái chân sổ cũng khá dài nè, 27 sổ, chiều cao 68, 1, 2, gần 3 găng tay mình nè. Cái sổ đế của nó khá dài, 260k, 260 thôi, bao sổ bao ship toàn quốc luôn. Rồi mình xuống cây luôn em ơi. Tiếp theo mình đến con phôi số 11. Con này cái bãi này đặt kẹo luôn nha anh em, dán lùng lực nha anh em. Con này hoành 36 cao 52, 36 cao 52. Con này kiểu dáng như lùng lực nè nè. Cái bệ này rất là đặc luôn, rất là đẹp. Con này em giao luôn em 250 thôi, bao sóng bao xếp toàn quốc luôn em ơi. Rồi này quan sát tổng thể em xuống cây nha anh em. Xuống cây luôn mà. Tiếp tục thì mình đến cái mã số thứ 12. Mã số thứ 12 này mình có được 5 cây nha anh em, 5 cây giá rẻ anh em ơi. Hoành thì tầm khoảng từ 17 18 thôi, nhưng mà cái đế nó rất là tròn to luôn. Do mấy cây này là mình trồng đi đế nó cũng khá là lâu anh em, cây rất là già luôn nha anh em. Nhưng mà tại em trồng tới trồng nuôi đất hết tốt và em nhổ lên bán luôn nha. Này anh em về để nuôi lại là rất là đẹp luôn, em đế nó tròn sẵn rồi. Rồi con lên con tiếp theo. Còn bộ đường có 5 cây nha anh em. Đây cái thứ hai nè anh em. Chiều cao của nó là khoảng 55 đến 60 nha anh em. Hoành 17 18 làm xuống cây luôn anh em. Rồi còn đây là con thứ ba. Cây thứ ba cũng tương tự luôn. Cái đế rất là đẹp anh em. Rồi cho con thứ tư lên. Con thứ tư cục đế to. Trong cây 5 cây này cây nào cũng rất là đẹp anh em ơi. Tuy mặc dù nó hơi nhỏ thôi nha, nhưng mà cây nó già được cái già cây, đế đẹp. Rồi đây là cây thứ năm này nè. Cây năm nè. Cây năm cây dàn tàn cũng khá đẹp luôn. Đế cũng đẹp. Em sẽ gom 5 con này cho anh em xem nha. Rồi 5 cây rất là đẹp trai. 5 cây đế nó đẹp nè. Em giao luôn em 330k thôi. 335k em bao sóc bao ship nha anh em. Rồi tiếp theo mình đến mã số 13. Cái mã số 13 này chiều cao của nó cũng khoảng tầm 50-60 nha nè. Hoành thì cũng tương tự như cái bộ vừa rồi luôn, cũng 17-18. Tuy nhiên thì đế nó không được đẹp bằng cái bộ vừa rồi nha, đế nó lỏng hơn. Rồi lên cây tiếp theo. Đế nó cũng to luôn mà nhiều nó không được đặt kẹo như cái bộ vừa rồi nè. 6 cây nha nè. Rồi xuống lên cây tiếp theo luôn. Rồi còn đây là con thứ 3. Rồi lên con thứ 4. Con thứ tư này to lắm anh em ơi. Con này hoành chắc hai mấy. Hoành hai mấy to lắm. Mà để nó hơi thấp một chút xíu. Rồi tiếp tục lên cái tiếp theo đi. Rồi còn đây là con thứ 5. Năm có tương tự luôn. Đưa con thứ 6 lên. Con thứ 6 này cũng to mà để nó lùng anh em. Còn đây là con thứ 7 nè. Con thứ 7 này nhỏ thôi. Con thứ 7 thì nó bị tét nhánh bên đây. Nó bị tét nhánh nha. Con này không tính, con này tặng cho anh em nha. Con này không tính tiền nha anh em. Đây 1, 2, 3, 4, 5. Con bự bên đây 6. Cây này thứ 7 không tính. Rồi 330.000 luôn. 330. Chúng ta có 7 cây luôn. Em vẫn bao sống, em bao ship cho anh em toàn quốc luôn nha anh em. Rồi em xin phép em kết thúc clip tại đây luôn anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha anh em.